Cái này xài nó được tao chửi tao người chết luôn. Còn iPad gì không có được. Cái này nó mới, cái iPad nó có sim, nó ngày mới có sim rồi mà đi nó thấy có sim. Hồi xưa nó có làm sim mà nó là. Nó làm sim thì với mục đích đó, với sim để mục đích gì? Không mục đích gọi phone để làm gì, internet, computer đâu có cần sim. Đúng không? Có chỗ bỏ sim có nghĩa là có chỗ gọi. Nhưng mà đâu kìa. Nếu mà cái like của ông unlimited internet. Nó là unlimited bây giờ anh được 3 like có 1 tháng có phải lắm. Rồi thằng test lại bán rồi, test lại bán nó 9.99 trên xe internet trên xe luôn, nó 9.99 nữa. Cho nên là mua là mình ít đi, tụi con nít mới đi, mà không có nít mới gì thì bà tụi con 9 đồng tháng. Bây giờ mình đã unlimited, unlimited á, tôi nó chơi dữ lắm rồi, suốt ngày đều tôi không dám cắt đâu. Cái nhà The winners are...